Chị Thanh Hằng thân mến, ngày hôm nay chị rất là đẹp và rất là thần thái. Vâng ạ. Rất là nhiều tình cảm mến mộ đến từ tất cả quý vị đang có mặt trong khán phòng này hay là đang theo dõi livestream dành cho chị Thanh Hằng. Và cũng như là trước đây, chị Thanh Hằng đã từng xuất hiện với vai trò diễn viên ở những cái bộ phim điện ảnh với những cái vai diễn là những người phụ nữ sắc sảo, quyền lực và tạo nên một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với những khán giả để theo dõi những bộ phim này. Vậy thì trong bộ phim Chị Em, chị Thanh Hằng thủ vai Thiên Kim, một người con gái độc nhất của nhà tài phiệt. Đây có phải lại là một người phụ nữ quyền lực, một người phụ nữ gây ấn tượng mạnh mẽ như là những vai diễn trước đây của chị Thanh Hằng hay không ạ? Cảm ơn em và chào em. Đầu tiên cho Hằng gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ngày hôm nay. Hôm nay thật sự rất là vui. Và Hằng, đây là một buổi họp báo mà mọi người cảm thấy là phấn khích để có mặt ngày hôm nay. Hằng rất là trân trọng và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Quay lại câu trả lời của Hằng đó, thì nhan sắc và cái sự sắc sảo bên ngoài đó là một cái điều mà tất cả mọi người đánh giá khi mà nhìn Thanh Hằng. Và cũng cho phép Hằng chia sẻ một cách rất là thẳng thắn là khoảng hơn 10 năm Hằng với một cái vai trò là người diễn viên, thì tất cả những cái vai diễn của Hằng chưa bao giờ lặp lại và chưa bao giờ giống nhau. Tuy nhiên cùng sở hữu một nhan sắc đó là cô gái Thanh Hằng. Càng sắc sảo, càng xinh đẹp, nhưng mà trái ngược đó thì nội tâm của nhân vật nó càng đối lập và càng phức tạp nhiều hơn. Và nó sẽ có một cái sự dây dứt khác. Và ngày hôm nay đến với Thiên Kim của bộ phim Chị Em lại có một cái sự đè nén, càng đè nén nhiều lại khiến cho mọi người bị thu hút bởi Thiên Kim. Nếu mà mọi người xem cái bộ phim này mà có cảm giác bàng hoàng khi mà nhìn Thanh Hằng thì rõ ràng đó là sự hóa thân thành công của Thanh Hằng đối với chị em ạ. Cảm ơn. Vâng ạ, chưa xem bộ phim đâu, mới chỉ xem một cái đoạn trailer chính thức của bộ phim chị em thôi. Mà tôi tin chắc là nhiều người cũng sẽ cảm thấy có một cái sự bất ngờ. Bởi vì trong trailer này, nhiều người đồn đoán là qua những gì mà chúng ta đã thấy trong đoạn trailer sẽ có rất là nhiều những cảnh nóng. Với những cảnh nóng này... hình như là nãy chiếu... Sorry, hồi nãy như là chiếu có một lần, không biết mọi người coi có nhìn kỹ không ta? Hay là mọi người muốn coi lại một lần nữa không? Nhưng mà khi mà có một cảnh thì nhiều người đồn là có khi nào có nhiều cảnh không? Thì có phải... nên bây giờ hỏi thẳng chị Thanh Hằng luôn nha. Okay. Chị Thanh Hằng nghĩ sao khi mà trong phim có những cảnh nóng này, và đây có phải là cái yếu tố để khán giả quan tâm hơn và thu hút nhiều người ra rạp hơn cho bộ phim Chị Em không? Thật sự để mà trả lời câu hỏi này, Hằng nghĩ là phải nên mở lại một lần nữa, vì lần đầu tiên mọi người vẫn còn hơi bàng hoàng. Ồ, cái đó là Thanh Hằng hay là đóng thuế đó? Thiệt. Nhưng mà đang hỏi mọi người là mọi người có thấy rõ không ạ? Hả? Rõ. Có người thấy rõ rồi. Thật ra thì khi mà có một cảnh nóng thì mọi người sẽ tự cho rằng đó là sử dụng để câu view, câu khách. Nhưng nếu đó là sự thật, nếu mà cái lý do đó nó không hợp lý, khi mà Hằng nhận kịch bản của phim Chị Em, Hằng cũng đã đắn đo nói với nhà sản xuất và đạo diễn là Hằng không có thích hợp với cái phân đoạn này. Bất kỳ nội tâm nào phức tạp Hằng cũng có thể, nhưng mà cái cảnh sát đó thì là Thanh Hằng thua. Nhưng mà khi mà Hằng nghiên cứu kịch bản và Hằng thấy rằng cảnh sex này nên có, phải có vì nó hợp lý và nó đẩy tâm lý của nhân vật rõ hơn, cũng như là cái mạch truyện của phim nó đỉnh điểm, nó có lý do vì sao tiếp theo sau đó nhân vật của Hằng hay là nhân vật của Chibu hay là Lãnh Thanh đều có động cơ để mà làm. Chính vì thế Hằng đã dũng cảm đối mặt với mình trong 2 tháng với sự dụ dỗ của KTV, thì Hằng đã có một cảnh sex mà Hằng nghĩ cái cảnh đó nó rất là nghệ thuật và rất là đẹp. Tuy nhiên, ngày cảnh sex được nhá Hằng ngày hôm nay chỉ là khởi động thôi mọi người ạ. Còn có những cảnh nó chấn động hơn nhiều. Đối với mọi người và những cái người thân của Hằng á, người bạn coi rất là há hốc miệng. Thì Hằng nghĩ là mọi người khi mà xem là bàng hoàng về Hằng rất là nhiều. Cho nên là lời nói này nó không quá, mọi người hãy quan tâm nhiều hơn. Đến với chị em, mọi người sẽ cảm thấy cái điều đó, công sức của Hằng đặt ra nó hoàn toàn hợp lý và xứng đáng. Và mọi người khi đến rạp bỏ tiền ra mua vé cũng hoàn toàn xứng đáng ạ. Cảm ơn ạ. Chị mới có một vài giây phút đầu tiên chia sẻ thôi mà đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác đúng không chị? Thật sự ra là đối với, chưa nói đến những cảnh nóng, là một trong những yếu tố mà chắc chắn khán giả rất là tò mò. Chỉ cần nghe đến cái tên chị em thôi và cái nội dung sơ lược của bộ phim này thì rất là nhiều người đã cảm thấy vô cùng tò mò, không biết là điều gì sẽ diễn ra trong bộ phim. Nhưng mà chắc chắn là bây giờ mình không bật mí được tại vì phim chưa chiếu.
Vậy thì mình hỏi xung quanh đi. Ví dụ như là chị Thanh Hằng là một nghệ sĩ đã hoạt động trong nghề rất là lâu năm rồi. Đặc để trong bối cảnh của showbiz, chị em, theo chị nó có diễn ra và diễn ra như thế nào? Hay là chia sẻ một chút với cái kinh nghiệm của mình về cái lĩnh vực và một cái trong những cái topic rất là hấp dẫn này, được không ạ? Phạm trù cảm xúc là một cái hư hư thực thực chơi, mình cũng không có đánh giá nó được. Nếu mọi người tin nó có thì nó sẽ có, và nếu không tin nó cũng sẽ không có. Nếu mà Hằng quan sát rất là kỹ và nhìn thấy được người xung quanh, trong những anh em, đồng nghiệp của mình thì có những người chị em thực sự rất là tốt. Và Hằng nghĩ đó là một sự bù trừ lẫn nhau khi chúng ta chủ động lựa chọn mối quan hệ đó. Còn Hằng thì cá tính rất là mạnh và có cái sự kỳ quặc rất lớn, đòi hỏi người xung quanh cũng phải có sự thích nghi thì mới phù hợp được. Chị em có lẽ không có phù hợp với Thanh Hằng, nhưng mà anh em là phù hợp với Thanh Hằng. Anh em ấy. Yeah. Như vậy là có khi nào mình lại có một cái phần tên là anh em sau chị em, who knows, đúng không chị? Chuyện gì cũng có thể em ơi. Vậy thì chúng ta lại đến một cái sự bàn hoàng tiếp theo là chưa biết gì hết rồi đã biết là sẽ có một cái dự án tên anh em, who knows. Rõ ràng đó là mới trò chuyện với lại diễn viên siêu mẫu Thanh Hằng thôi mà chúng ta đã được bật mí một đôi điều để chúng ta càng ngóng chờ hơn đến bộ phim Chị Em. Vậy thì với cái nhân vật người chị đã mang lại rất là nhiều những cái bất ngờ rồi. Vậy người em trong bộ phim này sẽ tạo nên hoặc là sẽ mang lại những câu chuyện gì? Chia sẻ với quý vị ngày hôm nay thì xin được trò chuyện với diễn viên, ca sĩ, người mẫu Chi Pu. Rất là xinh đẹp ngày hôm nay ạ. Xin được chào Chi Pu. Dạ, lời đầu tiên cho MC Chi Pu. Trời ơi, run quá mà nói nhầm tên mình luôn. Lời đầu tiên cho em Chi Pu xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các quý vị khách mời đang có mặt tại buổi họp báo phim điện ảnh Chị Em ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đến đây để theo dõi cũng như để được bật mí về phim điện ảnh Chị Em. Dạ, bây giờ mình bật mí thử xem. Tại vì vừa rồi trong những cái poster và đặc biệt đó là trailer thì có thể thấy là Chi Pu trong bộ phim Chị Em sẽ có những cái cảnh và những cái tạo hình hoặc là những cái hành động của nhân vật này khá là táo bạo. Có phải chăng đây là một, có thể nói là một cái cú lột xác táo bạo của Chi Pu đến thời điểm hiện tại là táo bạo nhất trong cái dự án Chị Em hay không? Có lẽ với những ai mà đã quan tâm đến con đường sự nghiệp của Chi thì đã thấy Chi cũng đã đóng một vài bộ phim rồi, cả điện ảnh, cả truyền hình. Nhưng mà vẫn thường thấy với một cái vỏ bọc cũng như là một cái tâm hồn rất là trẻ trung, nhí nhảnh, dễ thương, một tâm hồn rất là trong sáng. Nhưng mà với chị em thì có lẽ đó là một điều rất là may mắn với Chi khi là trong đúng cái thời điểm mà Chi đang tìm những cái dự án cũng như là những cái bộ phim nào đó mà khiến mình bước ra khỏi cái vòng an toàn. Và rất là may mắn khi mà đoàn phim, ekip, chị em đã tin tưởng Chi Pu và đã giao cho Chi một cái vai diễn mà đối với Chi có lẽ là cảm thấy rất là tuyệt vời để có thể đảm nhận vai diễn này. Và Chi nghĩ rằng là với vai Nhi, vai em gái trong phim Chị Em thì mọi người sẽ không thấy một Chi Pu xinh đẹp trước kia nữa đâu, mà sẽ là một cô gái đỏ lên mọi người ạ. Hơi xấu hơn mọi khi một chút. Không được ăn mặc đẹp, cũng không thấy một Chi Pu hào nhoáng lung linh, toàn mặc đồ second hand nhà quê rồi rách dưới đâu mà. Nhưng mà nó đã đem đến cho Chi những cái cảm xúc cũng như là những cái tạo hình tâm lý, tâm hồn mới dành cho một cái vai diễn trong phim Chị Em. Và đối với Chi rằng là có lẽ vai diễn này sẽ gây đến nhiều bất ngờ cũng như là tò mò dành cho quý vị khán giả. Bởi vì những cái cú twist bất ngờ trong phim thì sẽ bí mật ạ. Thì em cũng chỉ nói là những cái cú twist đấy nó sẽ thể hiện nhiều cái màu sắc của Chi Pu cũng như là vai em gái trong bộ phim này. Dạ, em định nói nhiều hơn nhưng mà mọi người đã chặn em lại rồi nên là thôi. Em hạ mic không, em sợ em lỡ mồm ạ. Đó, coi như là mình chưa nghe thấy gì quý vị nha. Mình chưa nghe thấy cái gì về cái cú twist đó nha. Nhưng mà trên thực tế là vẫn chưa tiết lộ được, vì chắc chắn là cái bộ phim này còn nhiều hơn những gì mà nãy giờ chúng ta nghe. Tất cả chỉ là bề mặt thôi. Vậy thì bây giờ mình không nói về bộ phim nữa Chi Pu, tại vì chắc chắn là chị Chi Pu sẽ sợ là mình lỡ nói nhiều hơn cái cuốn twist đó. Lắm. Bây giờ mình nói về cái quá trình của Chi Pu. Bởi vì ngày hôm nay là một ngày của rất là nhiều sự bất ngờ. Và nói về sự bất ngờ thì Chi Pu cũng là một nghệ sĩ mang lại những sự bất ngờ thường xuyên cho quý vị khán giả.
từ những cái giai đoạn đầu tiên đến với nghệ thuật, rồi sau đó Chi Pu đã thành công trong khoảng thời gian gần đây với vai trò là một ca sĩ. Bây giờ thì rất là chuyên nghiệp và rất là chú tâm để mà trở thành một diễn viên. Có phải là Chi Pu luôn luôn mang đến những sự bất ngờ và luôn luôn mong muốn thay đổi hình ảnh của mình? Và còn điều gì nữa mà Chi Pu mong muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả? Đối với Chi thì đã lâu lắm rồi Chi mới quay trở lại với điện ảnh. Và Chi cũng mong rằng với dự án này thì sẽ là một cái cột mốc rất là bứt phá của Chi Pu trong những cái con đường diễn xuất của mình. Và đối với Chi thì dù là con đường ca hát hay con đường diễn xuất thì Chi vẫn dồn 100% công lực của mình cũng như sự tập trung và chuyên nghiệp của mình dành cho những dự án. Và mong rằng là đối với bản thân Chi kỳ vọng rất lớn vào vai diễn em gái này trong phim Chị Em, và mong rằng là mọi người cũng cảm thấy rằng là với những cái mà Chi đã phải tu luyện rất nhiều tháng dành cho bộ phim này thì mọi người cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn với một Chi Pu rất là mới trong phim. Người ta thường nói là những diễn viên có rất nhiều cách để nhập vai. Có những diễn viên lấy trải nghiệm cá nhân của mình để mà có được những cái cảm xúc khi hóa thân vào một vai diễn nào đó. Thì đối với Chi Pu, chị em có bao giờ là một câu chuyện mà Chi Pu đã từng gặp ngoài đời hay chưa? Thực sự thì có lẽ đây phải là một cái đề tài rất nóng thì mới được đem vào phim, và cũng xảy ra rất là nhiều trên thực tế thì mọi người mới bàn tán nhiều như vậy. Bản thân Chi thì ở trên mạng xã hội hay trên báo chí thì gặp thường xuyên, đọc thường xuyên, và luôn luôn là những cái đề tài mà mọi người luôn click vào khi mà nhìn thấy, phải thấy rằng là đây là một cái đề tài rất là hot. Và có lẽ là ở nhiều người ngoài kia cũng đồng cảm được với cái đề tài chị em này, có khi cũng đã từng bị phản bội, hay cũng đã từng bị giật, hay là cũng đã từng bị làm sao đó với những người chị em của mình, nên là mới có những một cái đề tài rất là hot như này để mọi người quan tâm, đúng không? Và với bản thân Chi thì Chi đã chứng kiến rất là nhiều chuyện rồi. Chi đã thấy rằng là có những người rất gần mình gặp phải những cái chuyện như vậy rồi, nhưng có lẽ là mình ăn ở tốt hay sao á, mà toàn gặp được những chị em tốt không à, nên cảm thấy rất là vui khi mà xung quanh mình có những người chị em mà Chi cảm thấy rằng là phù hợp với mình và luôn luôn có một cái mối quan hệ bền chặt với mình, và không hề có cái sự phản bội ở đây. Có nghĩa là mối quan hệ chị em